Rồi nay anh chẳng nhận gắn thủy lực lại nha anh em, phiên bản mới nha, đang gắn cho ghe 80 tấn chạy S6M3. Rồi cái này là S6M3 380 ngựa nha. Mitsu là chạy là bao bền luôn, chạy 10 năm chưa đổ hơi và nhớt chưa nhớt nha, nhớt 10 nha, tầm 12 chục lít nha em, anh em tầm 18-20 lít nha. Cái này xương hàng đó phải không? Ủa xương hàng này mới luôn nè ta, xương hàng này mua chứ đâu phải nhà làm. Hello anh em, thì hôm nay mình chỗ của anh Trẩn á, Đông Hòa Hiệp cái bè Tiền Giang an cư ha, thì cũng cái tiệm máy của anh Trẩn thì cũng nhận gắn thủy lực với trợ lực lại nha anh em. Thì bây giờ mình anh Trẩn đang gắn cái thủy lực cho chiếc ghe sắt này cũng lớn lớn nè, mình quay lại review lại cho anh em xem ha. Thì bây giờ mình cho anh em xem cái máy cái ghe sắt này trước đây, quá trời cái máy quá trời đẹp luôn nè, vòng vòng cho anh em xem cái máy này trước đi rồi mới coi cái thủy lực sau ha. Thì anh Trẩn đang gắn thủy lực lại nha anh em. Thì mấy cái số điện thoại thì mấy cái clip trước á, clip trước mình có để số điện thoại rồi nha, cho nên cái này mình không để. Biết sao không? Tại vì để số điện thoại nó lu bu rắc rối dữ lắm, cho nên mình hạn chế để. Còn mấy clip trước clip nào mình cũng để anh em ha, có yêu cầu nhu cầu thì lục lại mấy cái clip trước coi lấy số điện thoại nha. Rồi anh em xem clip nhớ đăng ký kênh và like cái ủng hộ kênh mình nha. Rồi số điện thoại clip này mình ghi bình luận đầu tiên nha anh em, nhìn cũng thấy nha. Rồi hai anh thợ, anh Trẩn với anh thợ hàng đang hàng ở dưới cái bơm nè. Máy này là S6M gì Trẩn? S6M3 cộng trừ gì không? Trừ MTK2 380 ngựa hả? Đang chạy nhiêu tua biết không? 3 đến 5. Đang chạy thước mốt nha anh em. Quá trời cái máy đẹp. Máy này đó mua nhiêu không chủ? 145 triệu. Anh Trẩn đang chạy mấy tua hả? Rồi để mình xuống dưới lai xuống dưới cho anh em coi cái. Được làm lại ha. Đổi đèn băng kiểm. Quá trời cái máy đã. Nghe đến trò chở gió, hộp số bê tông. Ti bê tông á. Mình không có xài ti nha, của mình kia. Còn khói là không có bê tông. Cho anh em coi lại nghe. Nó vô số vậy. Ủa? Nhẹ đó, vô cho anh nhẹ. Ây mà, vô số. Nó khác với của mình ha. Vậy nhẹ ha. Heo bê tông ha. Heo như cái con khối đó. Qua đây cho anh em coi máy nó quá trời đã. Mitsubishi S6M3 380 ngựa hả? Ghe sắt là hôm kia mua máy này chạy đã luôn, vương lắm. Không chịu. Chạy lắp xong số 3. Ngày 70, không kiểu mà quy định. Rồi anh thợ này anh đang hàng cái bồn nhớt, chứa nhớt nha, nhớt 10 nha. Tầm 12 chục lít nha em, anh em tầm 18-20 lít nha. Cái này xương hàng đó phải không? Ủa xương hàng này mới luôn nè ta, xương hàng này mua chứ đâu phải nhà làm. Công nghệ mới nha anh em, có những cái mới nha, cái này là mới nha anh em. Bơm mới luôn, bơm 36 xe mới luôn. Bơm gắn đâu rồi? Rồi đổi bơm luôn. Rồi bơm này là anh Trẩn nói bơm bê tông đời mới luôn nha. Bơm cánh gạt. Hả? Bơm em mới hàng. Bơm cánh gạt hả? Ờ, bơm đài lon cánh gạt. Bơm đài lon cánh gạt. Model là T50T. 50T-36. -36L. 36 là lưu lượng CC á. Ủa này 2021 là gì? Năm sản xuất đó. Ủa mới sản xuất đây luôn hả? Ờ,
Quá bơm mới luôn. Đừng ráp công cụ sợ xì hoài mất công mệt. Chơi mới hết luôn bao cho khỏe. Để mình lên cho anh em coi cái dàn quay lăng ở trên ha. Quá trời cái máy còn đẹp. Ừ. Mitsu là chạy là bao bao bền luôn, chạy 10 năm chưa đổ hơi. Chưa sơn lại. Dạ. Ghê anh mấy chục tấn? 80 tấn mà chạy cái máy này hả? 80 tấn. 80 tấn chạy 380 ngựa. Quá khứ luôn. Rồi mình đi ra cho anh em coi cái dàn ben coi. Cái này là anh chủ ghe. Rồi thì mấy cái này cũng như cũ nha anh em, chứ không có gì khác, chỉ có khác cái bơm với cái sân hàng nhớt ha. Với cái bồn nhớt thì nó bự thêm chút, còn này thì không có gì khác. Chưa có, ti nè. Ti này độ chưa chẳng? Ti độ rồi luôn nha anh em. Ti 35. Lấy thùng đồn làm sẵn luôn. Dạ không có điện nữa. Làm sẵn ai đặt là đặt là có ráp liền đó. Có ráp liền ha. Rồi anh chẳng cứ làm sẵn, có sẵn vậy anh em nào điện rảnh là nằm tài đặt nha anh em. Chứ phải nằm tài mới đặt được chứ muốn đâu quá mà về quá. Về muốn gắn gắn. Mấy à. Ngày không có lãnh nữa rồi, ta làm 4 bộ này 5 bộ này xong có lãnh nữa. Rồi. Còn đóng đi trên nhà nữa. Thì khoảng 10 ngày nữa, 10 ngày nữa mới nhận điện thoại ha, nhận đặt hàng ha. Tại vì người ta đặt cũng nhiều rồi, nằm tài trước hết rồi. Rồi bây giờ là đồ làm sẵn sẵn vậy nè anh em, có thợ hết rồi ha. Thùng nó dù muốn móc cái gì móc đó, nó lấy qua là không có móc lỗ. Thùng này thì người ta cứ làm sẵn về cho mình. Rồi mình anh em nào muốn làm gì móc gì thì móc. Móc gì cái đồng hồ nè, thì cái gì báo nhớt, thì đèn đuốc rồi báo các thứ nè, muốn móc kiểu gì móc. Tắp lô á. Ủa cái này sơn lại mà sao không bóng vậy ta? Sơn ba cái L2 đỡ. Chống gỉ á. Chị anh còn sơn màu lên. Chống gỉ L2. Trời đó mà chưa lạc cái máy. Lạc cái gì nhà mắt gì. Yeah. Ghê yeah, 80 tấn mà gắn máy quá trời bự luôn rồi. Quá trời cái máy đã theo mình phái xài cái dòng Mitsu này, không biết anh em sao thì bình luận bên dưới cho anh em khác cũng được biết ha. Dàn ống thủy lực chưa đi nha anh em. Quá trơn cái máy đã. Rồi anh em xem clip nhớ đăng ký kênh và like cái ủng hộ kênh mình nha. Anh thợ đang mặn dưới đây mình clip mình cũng dài rồi. Mình tạm biệt anh em ha. Hẹn lại gặp lại clip sau ha. Bye bye. Bye bye. Bye bye luôn. Thank you.